Alpha. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với fanpage Sony Alpha Việt Nam. Mình là Trung Anh. Thì trong thời gian qua, fanpage Sony Alpha Việt Nam nhận được rất là nhiều câu hỏi về cách cài đặt, tinh chỉnh máy Sony A6400 cho các bạn mới biết dùng. Thì trong video lần này thì Trung Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn những cách cài đặt cơ bản nhất cho chiếc máy A6400 của mình. Các bạn cùng tham khảo video nhé. Đầu tiên, các bạn cần phải tham khảo về những phím chức năng của máy Sony A6400. Thì những phím chức năng đó mình xin để hình ảnh ngay phía bên này. Các bạn có thể tham khảo hình ảnh bên này nhé. Rồi, đầu tiên mình xin giới thiệu về hệ thống menu của máy Sony A6400 ha. Như các bạn thấy, khi các bạn nhấn vào nút menu trên máy thì sẽ hiện ra chúng ta được có giao diện như thế này ha. Thì chúng ta sẽ để ý, chúng ta sẽ có những cái tab như là máy ảnh 1, máy ảnh 2, network, review và setting, và cái này là cái my menu để các bạn tùy chỉnh cái menu riêng của bạn ha. Thì đối với từng tab thì chúng ta sẽ có từng rất là nhiều trang. Thì những trang nó điều khiển cái gì, nó cài đặt cái gì thì nó hiển thị đây ha. Như trang 1 sẽ nói về chất lượng và kích thước hình ảnh. Chúng ta di chuyển qua trang sau sẽ có những trang về kích thước hình ảnh 2. Đó. Rồi các bạn muốn di chuyển các tab thì các bạn chuyển cái cục trắng nút lên ha. Chúng ta sẽ lên các tab, chúng ta di chuyển chỉnh sửa các tab với nhau. Và các bạn muốn chỉnh phần nào thì các bạn nhấn phím xuống. Các bạn có thể chỉnh ha. Các bạn muốn chuyển tab các bạn lên trên là các bạn chuyển tab. Và đây là phần menu riêng tinh chỉnh dành các nhân trình cho các bạn để chọn những cái menu mà các bạn cần thiết nhất. Các bạn đưa vào đây để các bạn sau này các bạn thao tác nhanh hơn. Đầu tiên chúng ta đi vào cái menu đầu tiên, đó là chính cài đặt cái file format. Thì cái file format có nghĩa là các bạn sẽ tùy chọn cái thể loại file mà các bạn sẽ ghi vào trong thẻ nhớ. Thì nó sẽ có ba loại, đó là raw JPEG, JPEG. Nếu các bạn chọn JPEG thì hình ảnh các bạn chụp sẽ lưu vào máy với thể loại đặt file là JPEG. Nếu các bạn muốn hậu kỳ nhiều hơn, tác động nhiều hơn đối với file raw thì các bạn chọn là raw hoặc là raw JPEG. Thì đối với raw JPEG thì trong thẻ nhớ mình sẽ lưu cả hai file, đó là file raw, file JPEG. Mình sẽ chọn file raw JPEG ha. Cài đặt nữa, đó là cài đặt JPEG in my file, có nghĩa là các bạn sẽ tùy chọn độ phân giải của máy ảnh ha. Thì đối với Sony A6400 thì độ phân giải cao nhất đó là 24 megapixel. Các bạn có thể tùy chọn những cái megapixel ít hơn tùy theo cái nhu cầu của bạn ha. Ở đây mình vẫn để là 4 megapixel để chất lượng cao nhất. Tiếp theo đó là cái tỷ lệ khung hình của cái file ảnh của bạn ha. Thì đối với Sony A6400 mình sẽ có 3 loại tỷ lệ, đó là tỷ lệ màn hình, đó là 32, 16:9 và 1:1. Thì A6400 có tỷ lệ mới này, nó tới tỷ lệ 1:1 ha. Thì tỷ lệ 1:1 là khung hình vuông dành cho những bạn hay vlogger hay là chơi Instagram, các bạn có thể chụp hình và post ngay không cần phải crop. Thì máy crop sẵn cho bạn luôn ha. Thì ở đây mình chỉ chụp hình bình thường thôi, mình có chọn ở tỷ lệ là 32. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cài đặt về lấy nét. Thì để vào phần cài đặt lấy nét ha, chúng ta thì để nhấn nút function, nút Fn trên máy. Thì khi nhấn nó sẽ hiển thị ra hai menu trên màn hình thế này ha. Thì các bạn sẽ vào phần focus mode. Thì còn một cách để vào phần focus mode nhanh, đó là chính các bạn vào phần menu. Các bạn vào trang tab số 1, các bạn tìm dòng focus mode, nó nằm ở trang số 5 ha. Chúng ta vào 5. Bây giờ mình sẽ giải thích nhanh một số cái chức năng lấy nét của nó ha. Đầu tiên là phần ISF, có nghĩa là single shot ISF. Thì phần này nó sẽ chụp lấy nét theo từng tấm và nó sẽ phù hợp với chụp tĩnh vật hoặc chụp người đứng yên. Tiếp theo chúng ta để ý phần nữa, đó là phần IFC. Thì phần này chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn, đó là chụp lấy nét chuyển động.
Tiếp theo chúng ta một phần lấy nét mà chúng ta cần quan tâm nữa, đó là phần manual focus MF ha, là phần chúng ta lấy nét hoàn toàn bằng tay. Chúng ta lấy nét bằng cái phần focus trên lens. Rồi chúng ta chỉ cần nên để ý ba cái lấy nét đó thôi ha. Ở đây do mình hay chụp vật chuyển động ha, chúng ta sẽ chọn IFC. Tiếp theo một phần nữa về lấy nét, đó chúng ta chọn vùng lấy nét ha. Thì cũng tương tự chúng ta nhấn menu function, chúng ta sẽ thấy có một cái gọi là focus area, là chọn vùng lấy nét. Chúng ta nhấn vào thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều vùng lấy nét ở đây ha. Mà mình xin giải thích nhanh, đó là phần wide. Đối với lấy nét wide chúng có nghĩa là chúng ta lấy nét toàn khung hình. Lúc này chúng ta sẽ để máy nó tự động chọn cái vùng lấy nét ha. Thì lúc đó đa số nó sẽ lấy những vùng nào có độ tương phản tốt nhất trên màn hình, hoặc là vật thể nào gần nó nhất, nó sẽ lấy nét vào vật thể đó. Tiếp theo chúng ta đến phần zone. Phần zone là cũng lấy nét theo, nó tương tự như phần wide, nhưng nó sẽ thu gọn cái vùng lấy nét lại thành từng vùng nhỏ ha. Thành từng vùng nhỏ, chúng ta sẽ di chuyển được cái vùng đó. Đó. Chúng ta chọn vùng nào và chúng ta nhấn OK. Tiếp theo nữa, đó là lấy nét center. Center có nghĩa là máy nó sẽ lấy nét ở một vùng ở giữa. Khi chúng ta chọn một vùng ở giữa ha, chỉ lấy nét ở vùng này thôi. Tiếp theo, đó là vùng, đó là cách lấy nét flexible spot. Có nghĩa là cái điểm, lấy nét điểm ha, chúng ta sẽ di chuyển được cái điểm này trên khắp khung hình ha. Thì chúng ta để ý nó sẽ có ba loại flexible spot, đó là chúng ta có S, có nghĩa là điểm nó nhỏ, điểm nhỏ. Chúng ta có M, là điểm nó to hơn một xíu. Chúng ta có L, là điểm nó to nhất ha. Thì đối với khi chúng ta này, chúng ta có thể di chuyển ha. Thì đối với cách lấy nét này, chúng ta có thể dùng phím lên xuống qua trái qua phải để chúng ta di chuyển điểm lấy nét này ha. Chúng ta có di chuyển bất cứ đâu trong khung hình. Và chúng ta muốn lấy nét khu vực này và chúng ta nhấn OK để khóa điểm nét lại. Một vùng lấy nét nữa ha, đó là expand flexible spot. Thì mình sẽ có nghĩa là vùng lấy nét điểm nhưng mà nó mở rộng hơn, mình xin giải thích ha. Lúc này con trỏ cái vùng lấy nét nó sẽ thu nhỏ lại bằng cái hai khung, khung đậm và một khung nhạt. Thì vùng khung đậm chính là vùng lấy nét chính, cũng là vùng chính nằm ở đây, là những vật thể nằm trong khu vực đó sẽ được lấy nét, ưu tiên lấy nét trước. Nhưng đối với trường hợp trong vùng này nó không thể lấy nét được, có nghĩa là nó bị thiếu tương phản hay gì đó, thì nó sẽ lấy nét những cái vật thể nằm ở trong cái vùng lớn hơn. Đó là cái điểm lấy nét mở rộng ha. Rồi một cái nữa, đó là một cái mới đối với máy A6004, đó là tracking. Thì đối với menu tracking này, có nghĩa là menu bám theo chủ thể. Thì bám theo chủ thể chúng ta sẽ có rất là nhiều kiểu lấy nét ha, nhiều kiểu bám theo ha. Đầu tiên để chuyển đổi những cái kiểu lấy nét, chúng ta có thể nhấn nút qua trái hoặc qua phải ha. Chúng ta có tracking theo kiểu wide, tracking theo kiểu zone, tracking theo kiểu center, tracking theo từng điểm ha, điểm lấy nét ha. Đó. Giả sử chúng ta chọn tracking center, thì lúc này những vật thể nào nằm trong khu vực center này, nếu chúng ta nhấn nửa cò để chụp thì nó sẽ tracking những cái điểm nằm trong này ha. Rồi chúng ta có thể test ha, những vùng nào nằm trong cái điểm này nó sẽ lấy nét ha. Giả sử giờ chúng ta lấy nét vào cái ảnh này, thì chúng ta đưa di chuyển qua hiển lại ha, thì nó sẽ bám theo cái máy ảnh. Thì đó gọi là tracking. Giờ chúng ta sẽ đến một phần quan trọng hơn, đó là cài đặt lấy nét mắt AIS. Thì để cài đặt được lấy nét mắt AIS thì chúng ta phải đảm bảo phần focus mode chúng ta phải là IFC. Tiếp theo chúng ta vào menu. Ở phần menu máy ảnh số 1, chúng ta đến trang số 6 sẽ có một phần gọi là Face AIS Setting.
Ở phần menu đầu tiên là chúng ta bật tắt chế độ lấy nét và khuôn mặt. Chúng ta có thể on hoặc off. Ở đây chúng ta chọn on. Phần menu tiếp theo là tùy chọn lấy nét vào mắt trái hay là mắt phải. Chúng ta có thể chọn là lấy nét vào mắt phải, lấy nét vào mắt trái và hoặc là tự động. Ở đây chúng ta để tự động. Phần menu cuối cùng đó là phần hiển thị cái khung lấy nét mắt hoặc là khung lấy nét mặt ha. Thì ở đây chúng ta để chọn on thì nó này nó hiển thị một cái khung bao quanh con mắt hoặc là khung bao quanh khuôn mặt để chúng ta dễ dàng nhận ra. Tiếp theo đến một phần nữa là chúng ta muốn cài đặt chế độ chụp yên lặng. Để chọn yên lặng các bạn vào menu, các bạn vào tab máy ảnh số 2, trang số 4, các bạn sẽ thấy một dòng đó là Silent Shooting. Các bạn chọn Silent Shooting thì nó sẽ có On hoặc là Off. Giả sử chúng ta để Off ha, chúng ta chụp sẽ nghe tiếng mồm trọng. Nhưng nếu chúng ta chọn Silent Shooting là On, chúng ta sẽ không hề nghe tiếng ha. Lúc này Silent Shooting đã được kích hoạt và chúng ta không hề nghe tiếng mồm trọng và nó sẽ không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt một cái menu riêng cho mình. Thì đối với các bạn mới xài máy ảnh Sony thì các bạn hay comment của mình là menu của máy ảnh Sony rất là khó dùng ha, khó tìm. Thì Sony A6400 có một mục gọi là My Menu. Thì để chúng ta chọn những cái menu mà chúng ta hay dùng nhất, chúng ta bỏ vào đây. Và sau đó chúng ta chỉ tìm trong My Menu thôi thì nó rất là nhanh chóng ha. Đầu tiên các bạn chọn Add Item. Thì Add Item chúng ta sẽ chọn những cái chức năng mà mình muốn bỏ vào My Menu ha. Như đầu tiên chúng ta sẽ chọn, như mình sẽ chọn là File Format đầu tiên ha. Thì chúng ta đây là cái vị trí mà nó sẽ thêm ha. Chúng ta nhấn vào OK. Tiếp theo mình muốn chọn tỷ lệ khung hình, mình thêm vào. Tiếp theo mình muốn chọn cái mục menu khác ha, chúng ta nhấn qua lại ha để chọn. Mình chọn mục này. Tương tự chúng ta chọn một mục khác như chúng ta, mình muốn chọn là Broadcast Setting. Mình muốn chọn một cái cài đặt lấy nét vào mắt ha. Mình muốn chọn tiếp là cái Silent Shooting, là chụp yên lặng ha. Thì các bạn cứ nhắn qua lại chừng nào thấy chức năng Silent Shooting các bạn sẽ chọn nó. Silent Shooting và vị trí này. Thế là chúng ta đã có một cái menu riêng của mình ha. Lúc này chúng ta chuyển về trang số 1 ha. Chúng ta sẽ có những cái menu riêng của mình. Nằm lúc nãy mình chọn là file format, tỷ lệ khung hình, khử nhiễu, khai sáng phơ sáng lâu ha, broadcast setting, file AAF và silent setting. Đây thì khi các bạn vào menu các bạn không cần phải đi tìm trong tất cả cái này, các bạn chỉ tìm trong My Menu là xong. Vậy là mình hướng dẫn xong cho các bạn cách cài đặt cơ bản của chiếc máy Sony A6400. Hy vọng sau video lần này các bạn có thể làm chủ được chiếc máy Sony A6400 một cách tốt hơn. Nếu các bạn có gì không rõ có thể comment vào bên dưới video để mình có thể giải đáp nhanh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.